Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, mỗi tuần sẽ có một tác phẩm mới được chúng tôi giới thiệu tới quý vị. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau trải lòng mình, tĩnh lặng để lắng nghe những cảm xúc trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người với những giai điệu của Juta. Ta ngồi trong chân. Tôi là người vẽ và tôi vẽ cũng lâu, cũng dành rất nhiều thời gian để vẽ. Tuy nhiên là không phải lúc nào vẽ thì nó cũng đủ để mình truyền tải cảm xúc của mình. Cũng như là viết nhật ký thì cái sự viết của tôi nó là một cái thức như thế. Và tôi nghĩ là cái giữa cái tranh và cái thơ của tôi nó có cùng một cái chất là cái chất tự sự. Cũng như là mình ghi nhật ký thì mình có ngày thì tôi cứ lần lượt tôi cứ tích vào đấy, đánh số từ 1 cho đến bao nhiêu đó. Và cái bài mà Juta chính là bài số 7. Tôi vẽ và viết là vào ban đêm. Khi đêm một mình một phòng, đóng cửa lại, không còn những cái tiếng động bên ngoài nữa, thì mình mới đủ cô độc để mình sáng tạo. Mọi người đọc bài Juta hay là xem tranh của tôi, một là thấy rất ít người, hầu như là một mình. Một đêm nào đó và không ngủ được, và mình nghe tiếng mưa, mình nghe cái âm thanh im lặng ở xung quanh mình, thì cái cô độc nó ùa đến. Và tôi viết cái Juta trong một cái tâm trạng như vậy. Tôi cũng rất là mừng là anh Tuấn Phương đã thể hiện được hết cái tâm sự của tôi, cái cảm xúc của tôi từ cái bài thơ sang cái bài hát. Juta là ca khúc có ca từ mộc mạc, giàu chất tự sự, cùng với những giai điệu gần gũi, miên man mà sâu sắc. Ở đây hồn thơ của tác giả Tào Linh đã gặp gỡ và cộng hưởng cảm xúc cùng với những khuôn nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương, tạo nên những thanh âm da diết đến nao lòng. Thời gian như ngừng lại, không gian đêm tĩnh lặng, tưởng chừng như bình thản, nhưng lại là tột cùng của sự cô đơn, trống trải. Ta ngồi nghe tim chậm chờn cuộc sống quanh đời biển động. Tim ơi, tim ơi, ta ngồi nghe đêm sương trên mái tóc, sương dâng trong hồn buồn không nói năng. Trong đời sống nhạc nước nhà có một nhạc sĩ Tuấn Phương xuất hiện rất bình dị, rất nhẹ nhàng, nhưng rất vào lòng công chúng yêu âm nhạc. Nghe âm nhạc của Tuấn Phương, đầu tiên cảm nhận đó là rất Việt Nam. Nó đầm thắm chất dân gian nhưng mà rất mới mẻ, nghe vừa quen vừa lạ. Và đến cái bài hát Juta, phổ thơ của Tào Linh, lại một bước bất ngờ nữa đối với người nghe và bản thân tôi. Khi được nghe bài hát đầu tiên, mình lặng người đi, mình cảm giác nó xoáy vào cái trái tim của mình, cái tình cảm sâu lắng. Cứ mỗi lần nghe lại bài hát này thì cảm giác ấy nó lại tiếp nối, đào sâu thêm cái mà mình suy nghĩ trong cái thẳm sâu của tâm hồn mình. Cái điều đó là cái điều mà không dễ tác phẩm nào cũng có thể nói ra được. Ta ngồi giữa mưa, mưa rơi từng hạt, vui ta trong đời. Giữa mưa, mưa rơi từng hạt, vui ta trong đời. Ta ơi, ta ơi. Tôi nghĩ là anh Tuấn Phương cũng rất hiểu tôi khi anh đọc bài này. Tại vì một bài hát nó rất khó để mà không có tên. Khi mà mình xuất hiện ra thì nó cần một cái tên. Thì anh cũng có hỏi với tôi là anh đặt là Juta được không? Truyền thống Việt Nam nói đến hát ru là mẹ ru con, rồi bà rú cháu, vân vân. Tóm lại
là một người khác ru cho một người. Cái lạ của cái bài hát này là này, ru ta. Đấy là một cái điểm, tức là mình tự ru mình. Đó là chính ru những cái gì mà sâu thẳm tâm hồn mình. Nó thể hiện đúng được cái chất tự sự của bài hát, cũng như là cái tâm sự của tôi khi mà tôi viết bài số 7 đó. Ta có một cái sự hài hòa giữa âm nhạc và lời ca. Đây là một bài thơ rất hay của Tào Linh, và Tuấn Phương đã phổ nó như là cái người viết nhạc cho thơ và như là thơ viết cho nhạc. Hai cái này nó quyện lẫn với nhau. Âm nhạc rất là dạn dị, những trong sáng, ta nghe đâu đấy những thanh thoát của những giọt mưa. Nhưng mà bên cạnh cái trong sáng đó, nó lay động đến tận cái điểm sâu nhất của tâm hồn con người. Đó là cái điều mà âm nhạc đã thuyết phục được, và có thể nói rằng nghệ thuật đã thuyết phục được người nghe bằng cái sự giản dị, bằng cái sự song trai. Ngồi nghe đêm sương trên mái tóc, sương răng trong hồn, buồn không nói năng. Ta ngồi trong tranh trên rượu một mình, buồn không thiết khóc. Ta ngồi trong tranh. Thường thường buồn thì ta khóc, đấy là chuyện đời thường, lẽ thường. Ở đây thì nó lại buồn không nói năng, buồn không thiết khóc. Cái đấy nó tạo như là cái phim âm bản của cuộc đời. Buồn lẳng lặng, âm thầm như thế, buồn đến tận cùng của buồn rồi thì cái khóc nó không có nghĩa gì. Tôi nghe bài hát này thì bài hát buồn, nhưng mà trong lòng mình rất là phấn chấn, và cảm giác gì nó yêu cuộc đời mình, yêu ngay con người mình. Cái nỗi buồn này nó đưa về cái sự siêu thoát của tâm hồn con người. Cái giọng hát của Thùy Chi không màu mè, nhưng mà cứ thủ thỉ như vậy, hát mộc, hát giản dị, và chính cái điều đó nó là đồng điệu với tác phẩm. Và tôi cho đây là một tác phẩm có thể nói là hài hòa giữa nhạc sĩ, nhà thơ và ca sĩ. Có thể nói rằng Ru Ta chính là những giây phút mà chúng ta ngồi lại để lắng nghe tiếng lòng mình trong nỗi cô đơn xa thẳm. Ca từ và giai điệu của bài hát có sự gắn kết đầy ngụ ý, tinh tế, khiến cho cảm xúc cứ thế tuôn trào một cách tự nhiên như tiếng nói của chính tâm hồn. Hãy trải lòng mình với những buồn vui của cuộc sống, hãy Ru Ta và gói ghém những cảm xúc ấy thành những kỷ niệm của riêng mình.
sóng quanh đời biển động. Tim ơi, tim ơi, ta ngồi nghe đêm dừng trên mái tóc, dừng răng trong hồn buồn không nói năng. Ta ngồi trong tranh trên rượu một mình, buồn không thiết khóc. Ta ngồi trong tranh, ta ngồi giữa mưa, mưa rơi từng hạt vui ta trong đời. Ta ơi, ta ơi, ta ngồi giữa mưa, mưa rơi từng hạt vui ta trong đời. Ta ơi, ta ơi, ta ngồi giữa mưa, mưa rơi từng hạt vui ta trong đời. Ta ơi, ta ơi, ta ngồi giữa mưa, mưa rơi từng hạt vui ta trong đời. Ta ơi, ta ơi, vui ta trong đời.